1, 2, 4, 5, 9, 10. Nhìn từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có ai không? Chân trời kia mở trong màn sương, chờ đợi em sẽ quay về. Đêm 1, 2, 4, 5. Rồi ok, xin chào mừng tất cả các bác quay trở về với kênh YouTube của em Huyền Audio. Trong video ngày hôm nay và tiếp tục tất cả video thì ngày hôm nay cửa hàng bên em Huyền Audio lại về cho toàn thể các bác, đó là một cái mẫu vang rất là mới. Và trước mặt anh em nhìn thấy rồi, đây là một trong những dòng sản phẩm mang tên thương hiệu hàng chính hãng của Tamashii LX9 các bác nhá. Rồi vào đầu video thì rất mong sự ủng hộ của anh em đi qua vui vẻ ủng hộ cho cửa hàng em Huyền Audio một like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh của bên em và đồng thời bật chuông thông báo để cập nhật tất cả các video của cả bên em nhá. Rồi em cùng các bác sẽ đi giới thiệu về chi tiết của dòng sản phẩm này cho toàn thể các bác cùng nắm bắt được. Thì trước mặt anh em đây thì cũng nhìn thấy đây là một trong những dòng vang rất là đời mới nhá các bác nhá. Rất là đời mới và giá cả cực kỳ hợp lý cho những anh em nào mà đam mê với dòng vang cơ lai số. Và với dòng sản phẩm này thì anh em quan sát thấy cho chúng ta là 3 phím volume tinh chỉnh, đó là music này, mic và echo này. Và điều đặc biệt ở chiếc vang này thì nó một dàn đèn màn hình nét rất là đẹp này. Và các khi bên cả bên em mà mở nhạc to thì nó sẽ nháy theo nhạc này. Các bạn nên để ý này. Có ok đẹp không? Đấy. Với các cái dòng sản phẩm hàng chất lượng như thế này thì các bác yên tâm về cái giá tiền. Cũng như là cái chất lượng sử dụng và cái chế độ bảo hành thì bên cửa hàng bên em sẽ bảo hành cho toàn thể các bác, đó là 1 năm các bác nhá. Rồi em cùng các bác sẽ đi giới thiệu về phần sâu ở dòng sản phẩm này để cho toàn thể các bác cùng nắm bắt nhá. Thì ở bên phía tay phải màn hình của toàn thể các bác thì cho chúng ta là một cổng USB này, một feedback chống hú này, đường lách, hai đường lách và một đường input chọn cổng các bác nhá. Đây, hai đường lách và một đường input chọn cổng. Và trên tất cả các màn hình hiển thị này cho chúng ta cổng Bluetooth này, Oxito là cổng quang này, AUX1 này, AUX2 này. Đấy, và con đẩy này, con vang này thì cho chúng ta là 6 đường output ra. Và trên tất cả các đường phím như thế này thì họ cho chúng ta là chỉnh bát chép chung của mic, bát chép chung của echo này, bát chung chép của mic, bát chung chép của nhạc và hai đường mic, hai đường cắm jack 6 ly của đường mic. Và ở phía đằng sau của chiếc vang này đây, soi cho toàn thể các bác nhìn gần lại đây ạ. Thì ở đằng sau chiếc vang này thì cho chúng ta là 6 đường output ra này. Đấy, 6 đường output ra và rất nhiều các cái dòng vang cơ bình thường thì họ chỉ có 4 đường thôi, nhưng con này nó cho chúng ta là 6 đường. Rất là tiện lợi khi chúng ta kết nối. Và con này là có một đường mic jack 6 ly cắm ở phía đằng sau và một đường jack calon. Và trên các cái đường cắm mic thì nó có hạn chế có hạn chế tiếng mic nha các bác nhá. Và một cổng thu âm rec out. Đấy. Và phía đường gain, đường center thì cũng cho chúng ta cả cái hạn chế của đường center chỉnh như một con vang số luôn các bác nhá. Đường sub thì cho chúng ta là chỉnh các đầu to nhỏ của sub và cắt giải tần của sub. Con này thì cho chúng ta cắt từ giải 50Hz cho đến 250Hz. Và đường nhạc thì cũng thế, cũng có hạn chế của đường nhạc. Và con này cổng quang này, bắt Bluetooth này và hai đường in vào. Đấy. Với dòng sản phẩm vang này thì ngay vào đầu video thì bên cả bên em cũng đã test thử cho anh em rồi và để cho anh em cùng cảm nhận. Với ngày hôm nay thì với cái giá tiền và để bán chiếc vang này thì bên cửa hàng bên em đang bán tri ân cho những khách hàng nào đang xem tại kênh, chỉ có 5 con duy nhất và bán cho anh em với cái giá là 1.650.000. Và em cùng các bác sẽ đi thử tiếng mic và để cho toàn thể các bác cùng xem về cái chức năng của con này, tiếng nó hay đến như thế nào các bác nhá. Đấy. 1, 2, 4, 5. Đây các bác nhá, để ý đi nhá. Thì hiện tại em đang để mic đây và em sẽ mở chống hú lên này. Tắt bỏ
mở trống ví dụ ra này. Đấy, các bác nghe thấy tiếng rít chưa? Đấy, nghe tiếng rít chưa? Đấy, nghe tiếng rít nhá, ấn vào phát là hết này. Đấy, on vào phát hết sạch luôn. Đấy, con đề 6 7 1 2 4 5 5. Đấy, với dòng này thì cho chúng ta là cái chế độ chống hú cực kỳ là cao cấp anh em nhá, cực kỳ là cao cấp với cái chất lượng sử dụng dòng sản phẩm vang này. Đây là một trong những dòng vang thương hiệu chính hãng của Tamashii mang phiên bản là LX9. Và với dòng sản phẩm vang này em nhắc lại một lần nữa cho chúng ta này, giá 1 triệu 650 nghìn bao ship các bác nhá, 1 triệu 650 nghìn bao ship tặng kèm điều khiển remote và tặng kèm phụ kiện đi cùng các bác nhá, tặng kèm điều khiển remote này, tặng điều khiển đi cùng. Đấy, ok chưa? Rồi kết thúc video tại đây thì em cũng xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của anh em. Một lần nữa cảm ơn toàn thể anh em nhá.